Xin chào các bạn đã quay lại với channel của mình nha. Mình hôm nay mình sẽ chơi mini world và mình sẽ tới xây nhà trong mini nha các bạn. Không lắm chỉnh độ sáng nha các bạn. Lên độ sáng thì phải trong game thôi. Bây giờ mình sẽ vô game và mình chỉnh độ sáng rõ lên cho các bạn xem xíu nha. Vâng, độ sáng đã khá là rõ rồi anh. Mắt gì đây? Vâng, mình sẽ cho các bạn xem nhà của mình nha. Vâng, vô hãy xem nhà của mình đi. Đây dưới nhà tù của mình nên sao không ạ? Có rất nhiều thành viên du học nó kia ôm như đây. Ok, mình hồi bữa trước mình nên tạo nhà như thế này. Phải chuyển sang mạo hiểm nè. Cho ông tạo chứ. Khi mình kiếm mới mua được vài cái cánh cửa khá là đẹp đấy các bạn. Mới khóa thử bao nhiêu quên cho máy thử đủ không đủ phải cực kích nên mình lấy đỡ cửa đây ta. Kiểu như mình xây một cái nhà nào đó chỗ này nè các bạn. Mình không thể xuống được. Sẽ xây một cái nhà ở đây nha. Chưa đây mình thấy. Cái này hơi sáng sáng nhỉ. Thôi mình chưa đây cũng không tự nhiên. Đây là như thế nào. Thank you.
quá các bạn nhỉ. Nhật Bản. Tới giờ mình cũng biết phải đem gì hả?
hình như hết ăn là nó sẽ bỏ ông ra. Hình như có mấy nay không có mặc ông ăn.
Thank you.
Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
dẫn cho nghe chú chó cũng khi đó thấy gì mới hay.
Thank you.
Mơ thôi.